người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, nơi có hạt cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tâm huyết nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Nâng cao giá trị cà phê không chỉ là thức uống thông thường, mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quán xét hiện tại và kiến tạo tương lai. Cà phê và khát vọng Đại Hàn phần 2. Cà phê và tinh thần dám thách thức thất bại. Với khát vọng mạnh mẽ, Hàn Quốc đã có bước tiến vượt bậc, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hiện đại vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, vào những năm 1950-1960, Hàn Quốc lâm cảnh nghèo đói, người dân không thể đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu. Giữa khó khăn đó, chính phủ Hàn Quốc một lần nữa đánh thức khát vọng Đại Hàn với phong trào Simol Undong, kêu gọi người Hàn Quốc khao khát một cuộc sống tốt hơn, khắc sâu tinh thần, cùng nhau chúng ta có thể làm được. Phong trào Simol Undong tập trung tăng trưởng phi vật chất, một chiến lược tạo ra sự thay đổi xã hội thông qua việc thiết lập lối sống mới, chuyển hóa ý thức cộng đồng và đào luyện năng lực cá nhân. Người Hàn Quốc hiểu rằng, muốn trở thành một dân tộc lớn, mỗi cá nhân phải nghĩ lớn. Một cá nhân khởi nghiệp sẽ có một cộng đồng hỗ trợ. Những con người có ý chí vươn lên, bất chấp nghịch cảnh như Chung Chiu Jung, nhà sáng lập tập đoàn Hyundai, Kim Woo Jung, nhà sáng lập tập đoàn Daewoo, Lee Bung Chu, nhà sáng lập tập đoàn Samsung, Hu In Hoi, nhà sáng lập tập đoàn LG, được giao phó trách nhiệm gánh vác các mục tiêu lớn trong chiến lược phát triển nền kinh tế quốc gia. Người dân cũng tham gia phong trào bằng cách đóng góp sáng kiến vào những dự án phát triển chung. Có thể nói đây là hình thức hợp lực trí tuệ cộng đồng, khơi dậy thái độ sống năng động và sáng tạo nhằm thúc đẩy tiến trình đổi mới nhanh, toàn diện vì một tương lai đáng mơ ước. Giai đoạn này, hàng quán cà phê tăng trưởng nhanh chóng. Những năm 1960-1970, Hàn Quốc có hơn 5.000 quán cà phê. Không gian hàng quán cà phê là nơi những nhân tài sáng tạo khởi sự nên những kế hoạch lớn. Những quán cà phê Park Lim Tea House được gọi là giảng đường thứ 25 vì là nơi gặp gỡ, chia sẻ các nghiên cứu của giới tri thức tiến bộ với sinh viên. Quán cà phê Eagle Tea House ở Sinchon, quán cà phê Doxury Tea House gần Đại học Yonsei là nơi những thanh niên trẻ bàn luận các mối quan tâm về thời đại. Quán Bernard Coffee House luôn luôn chứa đầy tạp chí và các bản thảo của giới văn nhân nghệ sĩ. Hay quán cà phê Dong Dong, Orbit Cabin, Chibop là nơi khởi đầu thời kỳ hoàng kim của loại hình cà phê âm nhạc. Đặc biệt, giới doanh nhân sử dụng quán cà phê như phòng làm việc không chính thức. Các quán cà phê Myeon Dabang, Daewoon là nơi làm việc thường xuyên của rất nhiều doanh nhân trong giai đoạn đổi mới. Hay quán cà phê Kuchi, Gyeongseong ở Jongno là không gian thương mại dành cho người trẻ ôm mộng khởi nghiệp. Thậm chí, người quản lý quán cà phê cũng đảm đương nhiệm vụ thư ký cho doanh nhân và các công ty gọi chung là công ty quán cà phê. Năm 1977, Lotte Industry giới thiệu máy bán cà phê tự động tại Hàn Quốc. Trong một năm, hơn 1.100 máy bán cà phê tự động đã được lắp đặt tại các địa điểm công cộng, văn phòng công ty, phòng chờ thư viện,
kỷ lục trung bình mỗi ngày có hơn 150.000 cốc cà phê được bán ra. Từ đó, Hàn Quốc trở thành một trong những quốc gia tiêu thụ cà phê tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Đổi mới và sáng tạo chính là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội Hàn Quốc. Khát vọng Đại Hàn đã thực sự được đánh thức. Cuối thế kỷ 20, Hàn Quốc là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất lịch sử thế giới hiện đại. Những năm 1980, hai tập đoàn Samsung, Hyundai được xếp vào danh sách 50 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Cuối năm 1995, Hàn Quốc được xếp hạng nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới, rũ bỏ hình ảnh thuộc địa nghèo đói. Chung Chiu-jung, nhà sáng lập tập đoàn Hyundai, tác giả tự truyện Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách, đã khẳng định nền kinh tế Hàn Quốc phát triển như ngày hôm nay là dựa vào ý chí bất khuất của con người sáng tạo. Đây cũng là một trong 100 cuốn sách quý thuộc tủ sách nền tảng đổi đời được nhà sáng lập, chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn và trao tặng đến hàng chục triệu thanh niên Việt, thôi thúc thế hệ trẻ có khát vọng lớn, có chí hướng lớn, khởi nghiệp kiến quốc để cùng nhau tạo nên một nước Việt hùng cường và ảnh hưởng. Từ một dân tộc kiệt quệ sau chiến tranh, một quốc gia không có bất kỳ tài nguyên nào, Hàn Quốc đã đạt kỳ tích chỉ với cuộc cách mạng tư duy và năng lượng sáng tạo. Suốt diễn trình tiến về phía trước, cà phê vẫn luôn là thức uống lý tưởng đánh thức khát vọng sáng tạo, góp phần cơ bản vào việc khởi tạo ý chí tự cường để mỗi cá nhân dấn thân vào sự nghiệp thay đổi vận mệnh thần kỳ của dân tộc.